Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Đặc Đường. Hôm nay thì Đặc Đường xin giới thiệu đến với mọi người món chân giò rút xương chiên giòn sốt tiêu. Đây là chân giò mà Đặc Đường mới mua về đây các bác. Thì các bác làm cái chân giò này sạch, đừng có làm cái bì này nó chín quá, vì khi lọc nó rất dễ bị rách, mà ta sẽ làm nó vừa phải như này thôi. Và để món ăn này phù hợp với lại mọi người, từ các chị em phụ nữ hay là các trẻ nhỏ thì ta sẽ lọc cái phần xương bên trên này đi. Các bác sẽ dùng dao, ta sẽ lọc bám sát vào cái phần xương bên trên này. Cái phần bên trên này thì lọc dễ rồi các bác ạ. Thế nhưng mà đến phần trong này ấy, thì ta sẽ dùng đến một con dao nhỏ hơn. Đó, các bác có thể nhìn thấy là đường đang lọc đó. Ta sẽ khoanh một vòng bên trong. Đó, các bác cứ lọc lựa theo cái mép xương của nó. Khi mà ta thấy phần thịt và phần xương đã rời nhau ra thì ta sẽ lộn ngược cái phần thịt ra ngoài để chọi cái phần xương ra. Và bây giờ ta chỉ việc tháo khớp là xong. Và đây là cái chân giò khi đã lọc hoàn chỉnh như đây các bác. Và đây là những cái chân giò mà Đặc Đường đã lọc xong rồi đây. Đó, các bác có thể nhìn thấy là rất chi là đẹp luôn. Và giờ thì ta sẽ chuẩn bị một chút gia vị để tẩm ướp vào bên trong cái chân giò. Các bác bằm một chút hành khô, một chút ớt bằm nhỏ ra, ta cho vào một cái bát con. Ta lên vào đây một chút bột ngọt, một chút bột canh và một lửa tỉa tiêu. Tiếp tục là ta sẽ lên vào đây 2 thìa nước mắm. Số gia vị này là Đặc Đường tẩm ướp cho 5,5kg chân giò. Đó, các bác cứ trộn đều lên. Và đây là 4 cái chân giò mà lúc nãy ta rút xương. Giờ ta sẽ nhồi gia vị vào bên trong. Các bác cứ lựa theo, cái to thì ta sẽ cho nhiều và cái bé thì ta sẽ cho ít. Đó, các bác cứ xoa nó đều lên vào khắp cái phần bên trong của thịt chân giò là được. Tiếp tục là đến một công đoạn rất chi là quan trọng, đó là ta sẽ khâu cái mép của cái chân giò lại. Và tiếp tục ta sẽ dùng dây mà ta vừa khâu đó, ta sẽ quấn cái chân giò lại. Đó, các bác cứ quấn làm sao cho nó chặt chặt tay một chút. Và ta sẽ định hình nó bằng 2 thanh đũa. Mục đích của công đoạn này là để cố định cái chân giò lại, để khi ta quấn dây bạc ta đem đi luộc hoặc hấp thì cái chân giò khi chín nó không co lại và nó không rách dây bạc để mất cái độ ngọt của chân giò đi. Tiếp tục là ta sẽ dùng dây bạc để quấn chân giò lại. Đó, các bác đặt chân giò vào dây bạc, sau đó ta sẽ quấn chặt tay. Các bác cố gắng quấn lên độ 3 vòng. Công đoạn này sẽ giữ được hương vị của gia vị và độ ngọt của thịt chân giò. Đó, các bác cứ gập mép cẩn thận vào. Và đây là số chân giò mà Đặc Đường đã làm xong rồi đây các bác. Ok rồi, giờ ta sẽ đem số chân giò này đi luộc. Thì ở đây ta sẽ sử dụng một cái song to xếp chân giò vào và ta sẽ đổ một chút nước thôi. Cứ mỗi một lần sủi ta sẽ chế thêm một chút nước, đừng ngập quá cái chân giò là được. Sau khi chân giò hấp được khoảng 45 đến 50 phút thì ta sẽ vớt hai cái cây bên dưới ra trước. Ta sẽ thả lại hai cái bên dưới trên xuống và luộc khoảng 10 phút nữa là được. Và đây là hai cái chân giò mà ở dưới đáy xoong mà Đặc Đường vớt ra đây các bác. Đó, nó đã chín rừ rồi đấy các bác ạ. Tiếp tục là ta sẽ lấy một cái bát con, cho một chút bột canh, một chút bột ngọt, vắt vào đây một lửa quả chanh. Và ta dùng một bó xiên, các bác có xiên thì càng tốt, hoặc là dùng cái bó dĩa như của Đặc Đường đây cũng được. Ta sẽ xăm đều lên mặt của cái chân giò. Và ta xăm đến đâu thì ta sẽ sát cái hỗn hợp đó vào đến đó. Đó, các bác có thể nhìn thấy đó. Sau khi đã châm cái bì của cái chân giò đã kỹ và đã sát xong thì ta sẽ đem chân giò đi rửa. Ta cũng sẽ tháo hết số dây và lẹp ở cái chân giò ra. Đó, các bác có thể thấy là cái chân giò rất chi là đẹp, không bị vỡ và có độ cong vừa phải. Và giờ thì ta sẽ đem số chân giò này ra chỗ bóng mát để hóng cho nó xe bớt đi. Các bác có thể phơi trước quạt cũng được. Sau khi hong được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chân giò được như này đấy các bác. Giờ ta sẽ chiên sơ lần thứ nhất. Ta sẽ chuẩn bị một chảo dầu nóng già, ta sẽ đổ một chút bột mì vào đây và thả chân giò vào chiên lên. Để chiên đúng cách thì các bác không cần lửa to mà cần dầu phải nóng già, để dầu thật nóng lên, sau đó là ta thả chân giò vào. Thì với cái cách chiên như này ấy, thì cái chân giò nó không bị cháy, màu nó sẽ lên rất chi là đẹp. Và đây là chân giò đã chiên được 10 phút rồi các bác, cái mì thì nó đã lổ rộp lên rồi và màu sắc rất chi là đẹp. Ok rồi, giờ ta sẽ để chân giò đây. Khi nào khách đến thì ta sẽ chiên. Bây giờ ta sẽ đi pha nước chấm. Thì đây là cái cách pha nước chấm chua ngọt của Đặc Đường. Ta sẽ băm một chút ớt, một chút tỏi. Các bác có thể giã hoặc là băm nhỏ ra cũng được. Thì Đặc Đường ở đây cho vào cái cối này để xay. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Chỉ giật vài cái thôi là được cái số tỏi ớt nó rừ như này. Ta sẽ lên vào đây khoảng 5 thìa nước lọc, 3 thìa nước mắm và 3 thìa đường. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Sau đó ta sẽ khoáng tan lên. Tiếp tục là ta sẽ vắt vào đây 3 lửa quả chanh. Các bác thích ăn chua thì ta sẽ vắt nhiều hơn, và không thích ăn chua thì ta sẽ giảm bớt đi. Ta sẽ khuấy đều lên một chút và ta sẽ lên vào đây 2 thìa tương ớt. Và một lần nữa ta lại khuấy đều lên cho hỗn hợp này tan ra. Ta sẽ được một bát nước chấm chua ngọt. Với cách pha nước chấm kiểu này thì ta chỉ dùng trong một buổi thôi, ví dụ như buổi sáng hoặc buổi chiều. Còn nếu ta muốn sử dụng nước chấm này trong 1 đến 2 ngày thì ta phải đun cái khâu đầu tiên, đó là nước lọc, nước mắm và đường. Đó, các bác có thể nhìn thấy bát nước chấm rất đẹp.
Tiếp tục là ta sẽ chiên lần thứ hai. Lần này thì ta vẫn để lửa nhỏ nhưng dầu thật già. Ta cứ để trên giò đó và quay sang làm sốt tiêu. Các bác đập dập một ít tiêu xanh nếu có, hoặc là tiêu đen cũng được. Các bác lên vào đây một thìa nước mắm, một chút bột ngọt và một thìa nước lọc. Sau đó ta sẽ cho vào chảo và đun niu diu một chút. Khi sệt lại thì thôi. Giờ chân giò đã chín, giờ ta sẽ vớt ra. Các bác sẽ chặt nó làm đôi ra. Phần móng ta sẽ bổ đôi. Và phần thịt các bác có thể nghe thấy tiếng này. Và phạt luôn. Tiếp tục là ta sẽ cho phần chân giò này vào chảo sốt tiêu. Và ta bật to lửa, ta lắc đều. Và lật nhanh tay một vòng là ta sẽ bỏ ra để thái. Khi ta thái thì thái miếng to bản và mỏng. Và cuối cùng là ta sẽ rắc sốt tiêu lên. Đó, các bác có thể nhìn thấy đĩa chân giò rất chi là đẹp luôn. Ok rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ thì ta sẽ bê ra cho khách thưởng thức. Đấy, thưởng thức món này đi. Ngon nhất người luôn. Có mặt thôi hả? Có tiếng chào bà con đi. Em ngồi trên mà tao ăn. À đây à. Em theo anh mà. À, rồi, cảm ơn em. Nhận ra đi, có bảo rồi, anh có bảo rồi. Vâng, được, xin cảm ơn mọi người đã xem video của Đặc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều.